Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 17 phẩm song yếu. Ai mặc áo cà sa? Tâm chưa rời uế trược. Không tự chế, không thực. Không xứng áo cà sa. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ, và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Giới thiệu và ý nghĩa câu Kinh Pháp Cú. Câu Kinh Pháp Cú, nay than, đời sau than, kẻ ác, hai đời than, nó than, ta làm ác, đọa cõi dữ, than hơn. Là một phần của kho tàng giáo lý phong phú của Phật giáo, truyền đạt một thông điệp sâu sắc về tác động của hành động ác và sự đau khổ mà nó mang lại. Để hiểu rõ hơn về câu kệ này, chúng ta cần khám phá các khái niệm cơ bản của Phật giáo liên quan đến nghiệp, nhân quả và sự ân hận. Hành động ác và khổ đau. Câu Kinh Pháp Cú bắt đầu bằng một cảnh báo mạnh mẽ về hậu quả của hành động ác. Khi nói, nay than, đời sau than, câu kệ nhấn mạnh rằng khổ đau và sự ân hận không chỉ xảy ra trong hiện tại mà còn kéo dài đến đời sau. Điều này phản ánh một nguyên lý cơ bản trong Phật giáo, những hành động xấu, dù nhỏ nhặt, đều có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời của chúng ta và gây ra sự khổ đau trong cả hiện tại và tương lai. Khi chúng ta hành động một cách ác độc, không chỉ là chúng ta gây tổn thương cho người khác, mà chúng ta cũng đang tạo ra một dòng nghiệp xấu cho chính mình. Nghiệp xấu này không chỉ dẫn đến sự ân hận trong hiện tại mà còn có thể dẫn đến khổ đau trong kiếp sống tiếp theo. Hành động ác không chỉ là hành vi đơn thuần mà còn là một phần của chuỗi nghiệp lực, có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn trong tương lai. Sự ân hận và đau khổ. Phần tiếp theo của câu kệ, kẻ ác, hai đời than, cho thấy rằng kẻ ác không chỉ chịu đựng sự đau khổ trong đời này mà còn trong đời sau. Khi một người thực hiện những hành động ác, họ không chỉ phải đối mặt với hậu quả ngay lập tức mà còn phải gánh chịu sự đau khổ kéo dài. Trong Phật giáo, sự ân hận và đau khổ là kết quả trực tiếp của những hành động xấu, và nó phản ánh một chuỗi nhân quả mà người ta không thể trốn tránh. Câu, nó than, ta làm ác, nhấn mạnh sự nhận thức và sự ân hận sâu sắc của người làm ác về những gì mình đã làm. Sự nhận thức này không chỉ là sự nhận ra lỗi lầm mà còn là nỗi đau và khổ sở mà người đó phải chịu đựng vì những hành động xấu của mình. Khi người ta nhìn lại cuộc đời của mình và nhận ra những hành động ác đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, sự ân hận này thường trở thành một phần không thể tách rời của trải nghiệm sống của họ. Sự đọa đày và hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng, câu kệ, đọa cõi dữ, than hơn, miêu tả sự đau khổ cực kỳ nghiêm trọng mà những hành động ác có thể gây ra. Khi một người phải đối mặt với kết quả nghiêm trọng của hành động ác, họ có thể bị đọa vào các cảnh giới đau khổ trong tương lai. Trong đạo Phật, có những cõi dữ Hellrem mà những chúng sinh chịu đựng khổ đau cực kỳ vì những nghiệp xấu mà họ đã tạo ra. Đọa cõi dữ không chỉ là một hình phạt vật chất mà còn là một trạng thái tâm lý đau khổ, nơi người ta phải gánh chịu những hậu quả của những hành động ác. Điều này thể hiện rõ ràng trong hình ảnh mà câu kệ vẽ ra. Khi người đó không chỉ than thở trong đời này mà còn trong cảnh giới đau khổ của đời sau. Sự đau khổ này không chỉ là kết quả của hành động xấu mà còn là sự phản ánh của một tâm trí đầy ân hận và khổ sở. Liên kết giữa tại đây và tương lai. Câu Kinh Pháp Cú này không chỉ là một cảnh báo về sự khổ đau mà hành động ác có thể gây ra, mà còn là một lời nhắc nhở về sự liên kết chặt chẽ giữa những gì chúng ta làm hôm nay và những gì chúng ta sẽ trải qua trong tương lai. Sự hiểu biết về nguyên lý nhân quả trong Phật giáo giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về cách hành động của mình ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai. Khi chúng ta hiểu rõ rằng hành động ác sẽ dẫn đến đau khổ không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh, chúng ta sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để sống một cuộc đời thiện lành và đầy ý nghĩa. Điều này không chỉ giúp chúng ta tránh khỏi sự ân hận và khổ đau mà còn mở ra con đường dẫn đến sự an lạc và hạnh phúc bền vững. Câu Kinh Pháp Cú, nay than, đời sau than, kẻ ác, hai đời than, nó than, ta làm ác, đọa cõi dữ, than hơn. Là một bài học sâu sắc về tác động của hành động ác và sự đau khổ mà nó mang lại. Bằng cách hiểu rõ về nghiệp và nhân quả, chúng ta có thể nhận thức được sự liên kết giữa hành động của mình và kết quả của nó trong cả hiện tại và tương lai.
Hãy để câu kệ này là một sự nhắc nhở quan trọng về việc sống một cuộc đời thiện lành, làm phước và tránh xa những hành động xấu. Chỉ khi chúng ta thực hành và duy trì một tâm trí trong sáng và tích cực, chúng ta mới có thể xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, tránh khỏi sự ân hận và khổ đau, và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Nguyên lý cốt lõi về nghiệp và nhân quả. Trong Đạo Phật, nguyên lý nghiệp và nhân quả đóng vai trò trung tâm trong việc giải thích mối quan hệ giữa hành động và kết quả mà chúng ta nhận được trong cuộc sống. Câu kinh Pháp Cú, nay than, đời sau than, kẻ ác, hai đời than, nó than, ta làm ác, đọa cõi dữ, than hơn. Phản ánh rõ ràng sự liên kết giữa hành động ác và những hậu quả mà nó mang lại. Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nghiệp và nhân quả, chúng ta cần phân tích một số khái niệm cơ bản và cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai. Khái niệm nghiệp karma. Nghiệp, theo nghĩa đơn giản, là kết quả của các hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Trong Đạo Phật, nghiệp không phải là một hình phạt mà là sự phản ánh tự nhiên của các hành động mà chúng ta thực hiện. Nghiệp được chia thành hai loại chính, nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp thiện là những hành động, lời nói và suy nghĩ tích cực, tạo ra kết quả tốt đẹp, trong khi nghiệp ác là những hành động, lời nói và suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến khổ đau và khó khăn. Nghiệp là một lực lượng vô hình nhưng mạnh mẽ, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong hiện tại và tương lai. Mỗi hành động chúng ta thực hiện, dù là lớn hay nhỏ, đều tạo ra nghiệp. Những hành động này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả trong đời này mà còn hình thành kết quả trong các đời sau, theo nguyên lý nhân quả. Nguyên lý nhân quả. Nhân quả là một nguyên lý cơ bản trong Đạo Phật, mô tả mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Theo nguyên lý này, mỗi hành động của chúng ta tạo ra một nhân, và kết quả của hành động đó là quả. Nếu chúng ta gieo những hạt giống tốt, chúng ta sẽ thu hoạch những trái ngọt. Ngược lại, nếu chúng ta gieo những hạt giống xấu, chúng ta sẽ gặt hái những kết quả đau khổ. Nhân quả không phải là một quy luật cứng nhắc mà là một sự phản ánh tự nhiên của cách mà chúng ta sống và hành động. Những hành động ác, lời nói xấu và suy nghĩ tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta ngay lập tức mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Câu kinh Pháp Cú nhấn mạnh rằng những người thực hiện các hành động ác sẽ phải chịu đựng khổ đau trong cả hai đời, vì họ đã tạo ra một vòng luẩn quẩn của sự khổ đau. Tác động của nghiệp ác. Nghiệp ác gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ trong hiện tại mà còn ảnh hưởng đến tương lai. Khi một người thực hiện hành động xấu, chẳng hạn như gây hại cho người khác, lừa dối, hoặc thậm chí chỉ có những suy nghĩ tiêu cực, họ đang tạo ra nghiệp ác. Những hành động này dẫn đến những kết quả xấu, không chỉ làm tổn thương người khác mà còn gây ra khổ đau cho chính bản thân người thực hiện. Khi người ta gây hại cho người khác, sự đau khổ và tổn thương mà họ tạo ra sẽ quay trở lại với chính mình. Điều này có thể xảy ra ngay lập tức, như khi một người bị mất lòng tin từ bạn bè hoặc gia đình, hoặc có thể xảy ra trong tương lai, khi nghiệp ác của họ dẫn đến những khó khăn trong cuộc sống hoặc trong các đời sau. Hơn nữa, người thực hiện hành động ác thường trải qua sự ân hận và khổ đau từ chính hành động của mình. Họ có thể cảm thấy cắn rứt lương tâm, hối tiếc về những gì mình đã làm, và cảm giác này chỉ làm tăng thêm sự khổ đau mà họ phải chịu đựng. Câu kinh Pháp Cú chỉ ra rằng, khi một người nhận ra mình đã làm ác, sự ân hận đó không chỉ gây đau khổ trong đời này mà còn kéo dài sang đời sau, nơi mà họ có thể phải đối mặt với những quả báo nghiêm trọng hơn. Đạo đức và nghiệp tốt. Ngược lại, khi một người thực hiện các hành động thiện lành, lời nói tích cực và suy nghĩ trong sáng, họ đang tạo ra nghiệp tốt. Những hành động này không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc trong hiện tại mà còn góp phần xây dựng nền tảng cho sự an lạc trong tương lai. Nghiệp tốt giúp chúng ta phát triển mối quan hệ tốt đẹp với người khác, tạo ra môi trường sống tích cực, và thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Việc thực hành đạo đức và tạo ra nghiệp tốt không chỉ đơn thuần là để tránh những quả báo xấu, mà còn là để tạo ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và hạnh phúc. Bằng cách thực hiện những hành động tốt, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác mà còn làm cho cuộc sống của chính mình trở nên ý nghĩa và đáng sống hơn. Sự ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại và tương lai. Sự hiểu biết về nguyên lý nghiệp và nhân quả giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về hành động của mình và những hậu quả mà chúng có thể mang lại. Điều này không chỉ giúp chúng ta tránh xa những hành động xấu mà còn khuyến khích chúng ta thực hiện những hành động tích cực. Khi chúng ta hiểu rằng mỗi hành động đều có ảnh hưởng lâu dài,
chúng ta sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để sống một cuộc đời đạo đức và có ý nghĩa. Nhận thức về nghiệp và nhân quả cũng giúp chúng ta hiểu rằng những khổ đau mà chúng ta trải qua không phải là sự trừng phạt ngẫu nhiên mà là kết quả của những hành động và suy nghĩ của chính chúng ta. Điều này giúp chúng ta chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và thúc đẩy sự thay đổi tích cực để cải thiện tương lai. Nguyên lý nghiệp và nhân quả trong đạo Phật cung cấp cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về cách mà hành động và suy nghĩ của chúng ta ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai. Câu kinh Pháp Cú, nay than, đời sau than, kẻ ác, hai đời than, nó than, ta làm ác, đọa cõi dữ, than hơn. Nhấn mạnh rằng những hành động ác dẫn đến khổ đau không chỉ trong đời này mà còn trong đời sau. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc sống một cuộc đời đạo đức và thực hiện các hành động thiện lành để tạo ra sự hạnh phúc bền vững trong cả hai đời. Hành động ác và những hậu quả của nó. Khi nói đến hành động ác, không chỉ là việc gây ra sự tổn hại đối với người khác mà còn bao gồm những suy nghĩ và hành động tiêu cực mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Câu kinh Pháp Cú, nay than, đời sau than, kẻ ác, hai đời than, nó than, ta làm ác, đọa cõi dữ, than hơn. Là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự nghiêm trọng của hành động ác và những hậu quả kéo dài mà nó có thể gây ra. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các loại hành động ác và cách chúng dẫn đến khổ đau, không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. Hành động ác là gì? Hành động ác không chỉ đơn thuần là những hành động gây tổn thương thể xác mà còn bao gồm những hành vi gây tổn hại về tinh thần và cảm xúc. Trong đạo Phật, hành động ác được hiểu là những hành động không phù hợp với các nguyên tắc đạo đức, bao gồm việc gây hại cho người khác, nói dối, lừa gạt, tham lam, sân hận, và si mê. Những hành động này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tạo ra những nghiệp xấu cho chính người thực hiện. Ví dụ về các hành động ác. Để hiểu rõ hơn về hành động ác, chúng ta có thể xem xét một số ví dụ cụ thể. Gây tổn hại cho người khác, một hành động ác đơn giản như nói lời lăng mạ hoặc chỉ trích người khác có thể gây tổn thương sâu sắc. Ví dụ, nếu bạn liên tục chỉ trích và xúc phạm một người bạn, điều này không chỉ làm tổn thương tâm hồn của họ mà còn có thể dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người. Những hành động này không chỉ gây đau khổ cho người khác mà còn tạo ra những cảm xúc tiêu cực trong chính bản thân bạn. Lừa gạt và nói dối, khi bạn nói dối để che giấu một hành động xấu, bạn không chỉ làm tổn hại đến sự tin tưởng của người khác mà còn tạo ra một nghiệp xấu cho chính mình. Ví dụ, nếu bạn lừa dối đồng nghiệp về một dự án để có lợi cho bản thân, điều này không chỉ làm tổn thương mối quan hệ công việc mà còn gây ra cảm giác tội lỗi và lo âu trong lòng bạn. Tham lam và si mê, tham lam là sự khao khát không ngừng nghỉ về vật chất hoặc quyền lực, trong khi si mê là sự thiếu hiểu biết về bản chất thật sự của cuộc sống. Ví dụ, nếu bạn hành động chỉ vì lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của người khác, bạn đang tạo ra nghiệp xấu không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Hậu quả của hành động ác. Khi thực hiện hành động ác, chúng ta thường không nhận ra ngay lập tức những hậu quả của nó, nhưng theo thời gian, những hành động này sẽ trở lại với chúng ta, thường là dưới hình thức của sự khổ đau và ân hận. Đây là lý do tại sao câu kinh Pháp Cú nhấn mạnh rằng kẻ ác phải, than, không chỉ trong đời này mà còn trong đời sau. Khổ đau trong hiện tại, khi bạn thực hiện một hành động ác, hậu quả trực tiếp là sự đau khổ mà bạn phải trải qua ngay lập tức. Điều này có thể bao gồm cảm giác tội lỗi, lo âu, và sự căng thẳng. Ví dụ, nếu bạn lừa dối một người bạn, bạn có thể phải đối mặt với sự mất lòng tin từ người đó và cảm giác ân hận sâu sắc. Khổ đau trong tương lai, theo giáo lý Phật giáo, nghiệp xấu không chỉ dừng lại ở kết quả của hành động ngay lập tức mà còn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống trong tương lai. Một người thực hiện hành động ác sẽ tiếp tục phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực trong các đời sau. Ví dụ, nếu bạn sống một cuộc đời đầy dối trá và lừa gạt, bạn có thể phải đối mặt với những khó khăn và đau khổ trong tương lai, có thể là trong hình thức của những mối quan hệ xung đột hoặc tình trạng tài chính khó khăn. Đọa cõi dữ, câu kinh Pháp Cú cũng nhắc đến việc những hành động ác có thể dẫn đến việc đọa cõi dữ. Trong đạo Phật, cõi dữ là nơi của những đau khổ tột cùng, nơi mà những chúng sinh phải chịu đựng những khổ đau vô tận do nghiệp xấu của mình tạo ra. Điều này không chỉ là một hình ảnh tượng trưng mà còn là một cảnh báo nghiêm túc về những hệ quả của hành động ác mà chúng ta cần phải cẩn trọng. Giải quyết và chuyển hóa. Dù việc thực hiện hành động ác có thể dẫn đến khổ đau và ân hận,
nhưng có những phương pháp để chuyển hóa và giải quyết những nghiệp xấu này. Trong đạo Phật, việc thực hành từ bi, sám hối và tu tập có thể giúp làm giảm bớt những hậu quả của nghiệp xấu và mở ra con đường dẫn đến sự an lạc. Thực hành từ bi và lòng nhân ái có thể giúp chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực và tạo ra nghiệp lành. Bằng cách sống với lòng từ bi và giúp đỡ người khác, bạn không chỉ làm giảm bớt khổ đau của người khác mà còn tạo ra những tác động tích cực đối với chính bản thân. Sám hối là quá trình nhận thức và chịu trách nhiệm về những hành động xấu đã thực hiện. Thực hiện sự sám hối chân thành giúp làm giảm bớt cảm giác tội lỗi và mở ra con đường để cải thiện và làm lại từ đầu. Tu tập thiền định và chánh niệm giúp bạn duy trì sự tự nhận thức và tinh tấn trong việc cải thiện bản thân. Thực hành thiền định giúp thanh lọc tâm trí và tạo ra sự rõ ràng, giúp bạn nhận diện và thay đổi những hành động xấu. Hành động ác có thể mang lại sự khổ đau không chỉ cho chính người thực hiện mà còn cho những người xung quanh. Câu kinh Pháp cũng nhắc nhở chúng ta về sự nghiêm trọng của nghiệp xấu và hậu quả kéo dài mà nó có thể gây ra. Tuy nhiên, thông qua việc thực hành từ bi, sám hối và tu tập, chúng ta có thể chuyển hóa những hành động ác thành những hành động thiện, từ đó mở ra con đường dẫn đến an lạc và hạnh phúc bền vững. Hãy nhớ rằng mỗi hành động của chúng ta đều có tác động sâu rộng, và việc lựa chọn hành động tích cực không chỉ mang lại lợi ích cho hiện tại mà còn cho cả tương lai. Giải quyết nghiệp ác, cách thực hành để tránh khổ đau. Câu kinh Pháp Cú mà chúng ta đang nghiên cứu nói về tác động lâu dài của hành động ác, nay than, đời sau than, kẻ ác, hai đời than, nó than, ta làm ác, đọa cõi dữ, than hơn. Câu kệ này không chỉ cho chúng ta thấy sự khổ đau hiện tại từ hành động xấu, mà còn cảnh báo về sự khổ đau kéo dài trong tương lai. Để giải quyết và tránh những hậu quả đau khổ này, việc chuyển hóa hành động ác thành hành động thiện là rất quan trọng. Nhận diện và đối phó với nghiệp ác. Đầu tiên, chúng ta cần nhận diện rõ ràng nghiệp ác trong cuộc sống của mình. Nghiệp ác không chỉ bao gồm các hành động có thể gây hại cho người khác mà còn là những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Việc đầu tiên trong quá trình thay đổi là tự soi xét bản thân. Hãy dành thời gian để nhìn nhận các hành động và thái độ của mình, từ đó xác định những điểm yếu cần cải thiện. Việc đối phó với nghiệp ác không đơn giản là chỉ sửa đổi hành động của mình, mà còn cần phải thay đổi từ bên trong. Thực hành chánh niệm và tự phản ánh giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những động cơ phía sau hành động của mình. Khi nhận ra được những động cơ xấu, chúng ta có thể bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ và hành động của mình. Thực hành từ bi và tha thứ. Một phương pháp quan trọng để chuyển hóa nghiệp ác là thực hành từ bi. Từ bi không chỉ là sự đồng cảm với nỗi đau của người khác, mà còn là khả năng hành động để giúp đỡ và giảm bớt khổ đau cho họ. Khi thực hiện các hành động từ bi, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác mà còn làm sạch nghiệp ác của chính mình. Tha thứ cũng là một phần quan trọng trong việc đối phó với nghiệp ác. Tha thứ không chỉ là việc bỏ qua lỗi lầm của người khác mà còn là sự tha thứ cho chính mình. Khi chúng ta không thể tha thứ cho bản thân, chúng ta sẽ tiếp tục gánh chịu sự ân hận và khổ đau. Thực hành tha thứ giúp giải phóng tâm hồn khỏi gánh nặng của sự tức giận và oán giận, từ đó mở ra con đường cho sự an lạc và hạnh phúc. Sám hối và sửa chữa. Sám hối là một phần quan trọng trong việc giải quyết nghiệp ác. Sám hối không chỉ là việc thừa nhận lỗi lầm mà còn là quá trình chân thành ăn năn và quyết tâm không tái phạm. Khi chúng ta thực hiện sám hối, chúng ta làm sạch tâm hồn và tạo cơ hội để cải thiện bản thân. Sửa chữa các lỗi lầm đã gây ra cũng là một cách để giải quyết nghiệp ác. Điều này có thể bao gồm việc xin lỗi những người đã bị tổn thương bởi hành động của chúng ta, và thực hiện các hành động tích cực để bù đắp cho những tổn thất mà chúng ta đã gây ra. Việc thực hiện các hành động sửa chữa không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ với người khác mà còn giúp thanh tịnh tâm hồn của chính chúng ta. Tu tập để phát triển trí tuệ. Trí tuệ là yếu tố quan trọng trong việc đối phó và chuyển hóa nghiệp ác. Tu tập trí tuệ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của nghiệp và cách thức hoạt động của nó. Khi chúng ta phát triển trí tuệ, chúng ta có thể nhận ra những nguyên nhân gốc rễ của hành động ác và từ đó tìm ra giải pháp hiệu quả để thay đổi. Các phương pháp thiền định là một cách hiệu quả để phát triển trí tuệ. Thiền định giúp chúng ta làm dịu tâm trí, tăng cường khả năng tập trung và nhận thức rõ hơn về bản chất của những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Việc thực hành thiền định thường xuyên giúp chúng ta giữ vững sự bình an nội tâm và cải thiện khả năng đưa ra các quyết định sáng suốt. Áp dụng các bài tập thực tiễn.
Để chuyển hóa nghiệp ác và tránh khổ đau, chúng ta cần áp dụng các bài tập thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày. Một số bài tập đơn giản nhưng hiệu quả bao gồm: luyện tập lòng từ bi, hãy dành thời gian mỗi ngày để thực hành lòng từ bi đối với những người xung quanh. Đơn giản chỉ cần bắt đầu bằng những hành động nhỏ như giúp đỡ người khác, lắng nghe họ, và thể hiện sự quan tâm chân thành. Ghi chép và phân tích, hãy ghi chép những hành động và suy nghĩ của mình trong suốt ngày và sau đó phân tích xem những hành động nào có thể gây ra nghiệp ác. Việc này giúp nhận diện và điều chỉnh kịp thời. Thực hành thiền định, dành thời gian cho thiền định giúp làm dịu tâm trí và nhận thức rõ hơn về cảm xúc và suy nghĩ của mình. Việc này giúp chúng ta giữ vững sự bình an nội tâm và hạn chế những hành động tiêu cực. Tạo thói quen làm phước, hãy đặt mục tiêu thực hiện ít nhất một hành động tốt mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp cải thiện tâm trạng của bạn mà còn góp phần tạo ra nghiệp lành cho tương lai. Những điều cần lưu ý. Trong quá trình chuyển hóa nghiệp ác và thực hành các phương pháp giải quyết, chúng ta cần nhớ rằng sự thay đổi không xảy ra ngay lập tức. Cần có sự kiên nhẫn và nỗ lực liên tục. Quan trọng hơn, cần phải giữ vững quyết tâm và cam kết với bản thân để duy trì các thói quen tích cực và tránh xa những hành động xấu. Ngoài ra, hãy nhớ rằng mỗi người đều có khả năng thay đổi và cải thiện bản thân. Dù bạn đã phạm phải những lỗi lầm trong quá khứ, điều quan trọng là sự quyết tâm và nỗ lực để thay đổi và sống một cuộc đời tích cực hơn. Việc giải quyết nghiệp ác và tránh khổ đau không chỉ là một nhiệm vụ mà là một hành trình liên tục. Bằng cách thực hành từ bi, tha thứ, sám hối, và phát triển trí tuệ, chúng ta có thể chuyển hóa nghiệp ác thành nghiệp thiện và hướng tới một cuộc sống an lạc và hạnh phúc hơn. Hãy áp dụng những bài học này vào cuộc sống hàng ngày và kiên nhẫn với chính mình trên con đường thay đổi và trưởng thành. Sự nỗ lực và cam kết của bạn sẽ không chỉ làm sạch nghiệp ác mà còn mở ra con đường dẫn đến niềm vui và hạnh phúc bền vững. Suy ngẫm và kết luận, con đường đến an lạc. Cuộc sống thường xuyên đưa ra những thử thách và cơ hội cho chúng ta lựa chọn giữa hành động thiện và ác. Câu kinh pháp cú, nay than, đời sau than, kẻ ác, hai đời than, nó than, ta làm ác, đọa cõi dữ, than hơn, không chỉ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự nghiêm trọng của hành động ác, mà còn là một chỉ dẫn rõ ràng về con đường mà chúng ta có thể theo đuổi để tránh khỏi khổ đau và đạt được sự an lạc. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về những bài học từ câu kinh này và khám phá cách áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tầm quan trọng của việc nhận thức về nghiệp ác. Khi nói đến hành động ác, không chỉ là việc nhận biết hậu quả trực tiếp mà còn là việc hiểu rõ các ảnh hưởng lâu dài đối với cả cuộc sống hiện tại và tương lai. Câu kinh pháp cú nhấn mạnh rằng kẻ ác sẽ phải than thở trong cả đời này lẫn đời sau, cho thấy sự đau khổ từ hành động ác không chỉ kết thúc ở hiện tại mà còn kéo dài qua nhiều kiếp sống. Điều này không phải là một hình phạt tạm thời mà là kết quả tự nhiên của việc vi phạm các nguyên tắc đạo đức cơ bản. Nhận thức về điều này giúp chúng ta hiểu rằng mọi hành động ác đều có hậu quả và không thể bị bỏ qua. Việc làm ác sẽ dẫn đến sự ân hận và đau khổ không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. Điều này có thể gây ra những ảnh hưởng sâu rộng đến sự bình an và hạnh phúc của chúng ta. Hành động ác và sự ăn năn. Khi chúng ta làm điều ác, cảm giác ân hận thường xuyên xảy ra. Câu kinh không chỉ nói về nỗi đau trong hiện tại mà còn là sự ăn năn mà chúng ta sẽ cảm nhận trong tương lai. Cảm giác này có thể rất nặng nề, đặc biệt khi chúng ta nhận thức được rằng những hành động xấu của mình đã dẫn đến sự khổ đau cho người khác và bản thân mình. Sự ân hận này có thể không chỉ là sự hối tiếc mà còn là sự đấu tranh với chính bản thân mình để chấp nhận và sửa chữa những lỗi lầm. Những người làm điều ác thường phải đối mặt với sự đau khổ và sự ăn năn không ngừng. Họ có thể luôn sống với sự lo lắng và ân hận về những gì họ đã làm, điều này làm cho cuộc sống của họ trở nên nặng nề và không hạnh phúc. Điều này chứng tỏ rằng việc hành động ác không chỉ gây ra khổ đau trực tiếp mà còn kéo theo những cảm giác tiêu cực kéo dài trong suốt cuộc đời và có thể cả trong các kiếp sống tiếp theo. Con đường chuyển hóa nghiệp ác. Vậy, làm thế nào để chuyển hóa nghiệp ác và đi đến con đường an lạc? Trước hết, điều quan trọng là nhận diện và thừa nhận những hành động xấu của mình. Việc thừa nhận lỗi lầm là bước đầu tiên trong quá trình thay đổi và sửa chữa. Khi chúng ta nhận thức rõ về những việc mình đã làm, chúng ta có thể bắt đầu quá trình sám hối và tìm cách để tạo ra nghiệp lành thay thế. Một phương pháp hiệu quả để chuyển hóa nghiệp ác là thực hành sám hối.
Sám hối không chỉ là việc thú tội mà còn là sự thay đổi thực sự trong hành động và suy nghĩ. Khi chúng ta chân thành ăn năn về những việc làm xấu, chúng ta có thể bắt đầu thực hiện các hành động thiện để bù đắp cho những lỗi lầm. Điều này bao gồm việc giúp đỡ người khác, thực hiện các hành động từ bi, và sống một cuộc sống đạo đức hơn. Hơn nữa, việc tu tập thiền định và thực hành chánh niệm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa nghiệp ác. Thiền định giúp chúng ta phát triển sự hiểu biết sâu sắc về tâm trí của mình, nhận diện và điều chỉnh những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Chánh niệm giúp chúng ta duy trì sự chú ý vào hiện tại, tránh xa những suy nghĩ và hành động xấu, từ đó giảm bớt ảnh hưởng của nghiệp ác. Sống đạo đức và tạo nghiệp lành. Để đạt được sự an lạc bền vững, chúng ta cần phải sống một cuộc sống đạo đức và thực hiện các hành động thiện lành. Điều này không chỉ giúp chúng ta giải quyết nghiệp ác mà còn tạo ra nền tảng cho sự hạnh phúc trong cả đời này và đời sau. Các hành động thiện như bố thí, giúp đỡ người khác, và duy trì sự từ bi đều góp phần vào việc xây dựng nghiệp lành và tạo ra một cuộc sống hạnh phúc hơn. Khi chúng ta tích cực thực hiện các hành động thiện, chúng ta không chỉ cải thiện cuộc sống của mình mà còn góp phần vào việc tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. Những hành động này không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác mà còn giúp chúng ta phát triển tâm trí và tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Kết luận, hướng tới sự an lạc. Cuộc sống là một hành trình liên tục đầy thử thách và cơ hội để học hỏi và phát triển. Câu kinh Pháp Cú, nay than, đời sau than, kẻ ác, hai đời than, nó than, ta làm ác, đọa cõi dữ, than hơn, nhấn mạnh sự nghiêm trọng của hành động ác và nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc chuyển hóa nghiệp ác thành nghiệp lành. Bằng cách nhận thức về tác động của hành động xấu và áp dụng các phương pháp thực tiễn để chuyển hóa chúng, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống an lạc hơn cho chính mình và cho những người xung quanh. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày và duy trì sự chú ý về hành động và suy nghĩ của mình. Sống một cuộc đời có ý nghĩa, thực hiện các hành động thiện và phát triển trí tuệ sẽ dẫn đến sự an lạc bền vững và hạnh phúc thực sự. Chúc bạn trên con đường tìm kiếm sự an lạc và hạnh phúc trong cả đời này và đời sau. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết Kinh Pháp Cú bài kệ số 17 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 18 phẩm song yếu.